Đánh giá xe Bentley Bentayga 2021 chiếc SUV siêu sang và đẳng cấp Xuất hiện từ năm 2016, Bentayga là một trong những dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang đến từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, để tạo ra phiên bản hoàn hảo nhất, Bentley đã bắt tay vào nghiên cứu nhằm cải thiện dòng xe này hoàn chỉnh hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Kết quả này được minh chứng thông qua mẫu xe Bentley Bentayga 2021 mà hãng sắp tung ra thị trường trong thời gian tới đây. Bảng màu xe, dù chưa cho ra mắt chính thức, nhưng dự kiến mẫu xe Bentley Bentayga 2021 sẽ có đến khoảng 20 màu để khách hàng lựa chọn, gồm màu Onyx, màu Silver Storm, màu Maroc Blue, màu Magnolia, màu Prodiga, màu Orange Flame, màu Sequin Blue, màu Extreme Silver Satin, màu Special, màu Wizard Blue, màu Pale Prodiga, màu Cricket Bone Over Black Crystal, màu Ice Over Black Crystal màu Windsor Blue over Light Windsor Blue, màu Rose Gold over Magnetic, màu White Sand over Verdant, màu Orange Flame over Magnolia, màu Moonbeam over Maroc Blue, ngoại thất đẳng cấp. Bentley Bentayga 2021 sở hữu kích thước tổng quát, dài nhân rộng nhân cao, lần lượt là 5.141 x 2222 x 1742 mm. Chiều dài cơ sở của chiếc xe này khá lớn, đạt khoảng 2.995 mm. Chiếc Bentley Bentayga 2021 nhìn qua có vẻ ngoài hơi giống phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, thực tế mẫu xe này đã có sự tinh chỉnh giúp phần đầu trở nên gọn gàng, lịch lãm hơn. Cùng lưới tản nhiệt có kích thước lớn hơn, dạng kim cương làm tăng độ mạnh mẽ hơn cho chiếc xe. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha ma trận đèn LED thông minh, hiện đại được thiết kế với kiểu hình tròn đặc trưng. Nắp capo vẫn xuất hiện những đường thẳng tỷ lệ vàng, đồng thời cần gạt nước còn được ứng dụng chức năng sửa 22 vòi với áp suất cao lần đầu tiên xuất hiện tại dòng xe này. Phần thân xe không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Một điểm đáng chú ý đó chính là chiếc Bentley Bentayga 2021 được trang bị bộ mâm đa chấu 22 inch thay thế cho bộ mâm 5 chấu 21 inch ở phiên bản trước, giúp tôn lên sự sang trọng nổi bật đối với mẫu SUV siêu sang này. Thay đổi lớn nhất về ngoại hình của chiếc Bentley Bentayga 2021 lại chủ yếu tập trung ở phần đuôi xe. Trong phiên bản tương lai, Bentley đã bổ sung thêm cụm đèn hậu LED hình oval tương tự giống trên mẫu Continental GT. Sở dĩ có sự thay đổi này là do hãng sản xuất muốn chiếc SUV siêu sang này bắt kịp xu hướng thiết kế mới của Bentley. Ngoài ra, vị trí đặt biển số xe cũng được rời xuống cản sau, giúp chiếc xe có vẻ ngoài trông thon gọn hơn. Đặc biệt, cụm xà hình bầu dục cũng đã được tác đôi đặt cân xứng hai bên phù hợp với thiết kế của cụm đèn hậu. Những thay đổi này giúp cho chiếc xe Bentley Bentayga 2021 trở nên bắt mắt và hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, đặc trưng vốn có của hãng xe đến từ xứ sở sương mù. Nội thất xa hoa bậc nhất, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.995mm, không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản trước đây. Lý giải điều này, đại diện của hãng cho biết họ nhận được khá nhiều đề nghị từ khách hàng rằng đừng thay đổi quá nhiều về mặt cơ học của xe. Tablo được thiết kế khá đơn giản và được làm từ những chất liệu cao cấp chủ đạo là da và gỗ thủ công. Chính giữa hệ Tablo là màn hình giải trí hiện đại với kích thước 10,9 inch tích hợp nhiều chức năng hiện đại khác nhau. Vô lăng hai chấu với nhiều nút bấm cơ được lấy cảm hứng thiết kế từ hai chiếc xe cùng hãng đó là Continental GT và Flying Spur. Về ghế ngồi thì theo hãng Bentley, phiên bản Bentley Bentayga 2021 sẽ được mở rộng khoang hành khách phía sau thêm 100mm. Điều này sẽ giúp cho người ngồi phía sau có cảm giác thoải mái hơn. Không chỉ vậy, chất liệu nội thất của chiếc Ben 2021 cũng rất đa dạng có thể lựa chọn như phay sức kim cương, gỗ óc chó cắt vân hình vương miện hoặc gỗ qua. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn 5 chỗ, chiếc xe này cũng có thể điều chỉnh thành 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi tùy ý. Khoang hành lý của chiếc Ben Bentayga 2021 cũng khá rộng rãi khi sở hữu dung tích lên tới 430 lít, tiện ích đa dạng. Ở phiên bản tiêu chuẩn 5 chỗ Hàng ghế sau của chiếc Bentley Bentayga 2021 được trang bị thêm tính năng thông gió, mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn nhất cho những hành khách ngồi trên xe. Đặc biệt, hệ thống giải trí của chiếc xe này cũng được nâng cấp đáng kể, điển hình như chiếc màn hình thông minh 10,9 inch đặt ở vị trí trung tâm có độ phân giải cực cao, dễ dàng giúp người lái xem bản đồ vệ tinh, tìm kiếm online, bổ sung thêm Apple CarPlay và Android Auto tiện ích chiếc Bentley Bentayga 2021 còn được trang bị với các cổng sạc tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hành khách phía sau còn được cung cấp một chiếc máy tính bảng điều khiển từ xa, giúp việc giải trí theo ý thích trở nên đơn giản hơn. Động cơ, vận hành. Về động cơ, hãng này cũng cho biết chiếc xe Bentley Bentayga 2021 sẽ giữ nguyên như phiên bản tiền nhiệm Xe sở hữu động cơ V8 4.0L tăng áp kép cho công suất cực đại là 542 mã lực và mô men xoắn cực đại là 770 Nm. Cùng với đó, chiếc Bentley Bentayga 2021 vẫn được trang bị hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. Thời gian để chiếc xe này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ tốn 4,5 giây và có thể đạt tốc độ tối đa là 290 km/h. Tuy nhiên, trong tương lai, Bentley sẽ bổ sung hai biến thể đó là Bentayga Hybrid PHEV và Bentayga Speed được trang bị động cơ 6.0 L12 Uon, có thể đạt vận tốc tối đa là 305 km h Hệ thống an toàn Về hệ thống an toàn, dự kiến chiếc Bentley Bentayga 2021 vẫn sẽ sở hữu những tính năng nổi bật như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo vật chắn khi đi trên đường, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo trịch làn đường chống bó cứng phanh, phanh tự động, màn hình hiển thị hết cấp. Khách hàng không cần quá lo lắng về các chế độ đảm bảo an toàn của chiếc Bentley Bentayga 2021, bởi Bentley là một trong những hãng xe quan tâm đến tính năng an toàn hàng đầu trên thế giới. So sánh nhanh với các mẫu xe cùng phân khúc, hiện nay những cái tên như Rolls-Royce Cullinan cùng Lamborghini -E Urus và Aston Martin DBX đang là những đối thủ đáng gờm đối với chiếc xe Bentley Bentayga 2021 trong phân khúc xe SUV hạng sang. Ở phiên bản Bentley Bentayga 2021, chiếc xe này dường như sẽ đánh gục các đối thủ của mình với sự thay đổi đáng kể về phần ngoại thất. Về động cơ, Bentley Bentayga 2021 sở hữu động cơ V8 ấn tượng tạo cảm giác chắc tay ở những vòng tua thấp và trở nên mạnh mẽ với những tiếng gầm rú đầy uy lực khi đạt vòng tua tối đa. Hệ động cơ này không thua kém gì so với một chiếc Aston Martin DBX. Khi được trang bị động cơ OAT 12 chiếc Bentley Bentayga 2021 sẽ còn cực kỳ ấn tượng khi thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km h chỉ tốn 4,1 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 301 km h vươn lên là chiếc SUV nhanh nhất thế giới. Những dấu ấn về hệ thống an toàn cùng những tính năng tiện ích càng khiến chiếc xe Bentley Bentayga 2021 được lòng mọi khách hàng. Kết luận, ưu và nhược điểm. Ưu điểm. Bentley Bentayga 2021 là một cuộc đại tu cực kỳ khủng, cả về thiết kế lẫn các tính năng công nghệ và hệ thống vận hành so với phiên bản tiền nhiệm. Đây chính là bước nhảy vọt của hãng xe đến từ Vương quốc Anh trong phân khúc xe SUV siêu sang. Nhược điểm. Hiện nay, nhược điểm của chiếc xe Bentley Bentayga 2021 vẫn là một ẩn số. Có lẽ điều này chỉ được bật mí ngay sau khi sản phẩm này được vén màn trên thị trường. Kết luận, Bentley Bentayga 2021 dự báo sẽ là chiếc xe đáng mơ ước đối với các tín đồ yêu thích xe sang trên toàn thế giới, đặc biệt là dành cho những ai có niềm đam mê với dòng xe Bentley Bentayga.